Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là có một sự cố là ở chỗ mình mất điện nên là mình không thể là quay video chỉnh chu được. Nên là hôm nay mình sẽ quay vlog về hai bố con nhé. Mình vừa tắm cho Pita xong. Pita ơi, Pita. Để mình đọc máy. Này Pita nằm im đi, nằm xuống đi con. Rồi, ok, xong rồi. Ra đi nhé. Ra đi nhé. Đúng rồi. Làm chuối nha. Bà lao gái nó năn mẹ đó. Vợ ngồi cứ mà cũng là khác, nó nhảy xuống này. Không vừa tắm. Chuyên giải mà. Kìa, sao thế? Ừ, ăn đi ta. Lấy cái người này. Lấy cái người này. Bỏ, bỏ, bỏ đây. Đấy, cầm nó ăn. Có thôi rơi rồi. Rồi báo qua đập đầu xuống đất thầm hết cỡ. Đây, ăn gì ngon đấy. Ăn gì ngon đấy. Đây, Pita. Pita ơi, dấu ăn tham lắm. Đây, ăn tham. Mở im nữa, mở im nữa. Đây, quay ra đây cho mọi người xem mặt. Đây, đấy, còn vài đây. Đấy. Mở im nữa. Đây nhá. Cũng tắm nữa. Đây, có con này. Mút mút mà, mút mà.
Đúng rồi, ôi giời, mút được rồi đấy. Ngồi im. Ngồi im. Nào ngồi im. Đi ra. Ra ngồi im. Nào. Nào. Nào đi ra đi nữa. Đi nhé. Nào ngồi im.